Nguyễn Thành Nhân xin kính chào các bạn. Hiện giờ thì Nhân đang có mặt tại thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp, và chỗ nơi Nhân đang đứng là cái khu di tích lăng mộ cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc. Ông là một nhà nho yêu nước và cũng là thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tất cả chúng ta cũng đã biết rồi. Giờ này thì Nhân đã vô bãi gửi xe ở cổng số 3 và bắt đầu bước vào bên trong của cái khu di tích này. Xin mời các bạn cùng theo chân Nhân dạo một vòng xem nơi đây nó có những cái gì lý thú không nha. Ở đây thì họ có cái bảng giá của dịch vụ giữ xe, thì cái giá ở đây thì cũng rất là rẻ. Xe trên 5 chỗ thì 20.000. Xe đạp điện thì chỉ có 1.000 thôi. Ở đây thì mình vào vé, vào cổng thì không có tiền vé nha các bạn. Chúng ta vào cổng miễn phí. Ở đây thì họ có một cái mô hình của một cái chiếc xe trâu của thời xưa. Thì theo cái sơ đồ á, thì cái cổng số 3 này chúng ta bước vô thì nó ở ngay chỗ cái đầu của cái làng Hòa An. Hòa An là cái làng mà ngày xưa cụ Phó Bảng sinh sống. Và ở đây thì họ cũng tái hiện lại những cái ngôi nhà giống như là cái ngôi làng của Hòa An của ngày xưa. Chỉ mới vừa bước vào cái ngôi làng Hòa An này thì Nhân có một cảm giác hết sức là thích, bởi vì ở đây thì họ tái hiện lại cái một cái làng của Nam Bộ ngày xưa, mà bây giờ thì chắc có lẽ nó cũng không còn nữa. Biết rằng đây là một cái nơi mà người ta chỉ là tạo dựng lại, nhưng mà nhìn rất là thật. Cũng có những cái bờ sông, rồi cũng có những cái chài, cái gió để đánh cá. Rồi những cái hàng dừa soi bóng xuống dòng sông thì rất là đẹp. Chỉ có khác một điều là ở cái con đường á, thì do làm du lịch cho nên là họ làm bằng con đường bê tông chứ không phải là con đường đất. Nếu đây mà con đường đất á, thì nó rất là giống của cái ngôi làng Nam Bộ ngày xưa. Bởi vì Nhân thì cũng là dân của người con của người miền Tây, cho nên là bước vào đây thì mình có cái cảm giác giống như là mình trở về cái tuổi thơ của mình, rất là giống luôn. Nhưng không ngờ thì ở tại cái khu di tích của cái lăng của cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc mà họ lại có một cái tái hiện cái ngôi làng rất là đẹp như thế này. Cái khuôn viên ở đây thì rất là rộng các bạn. Nhân nhìn bao quát thì ở đây họ có tạo dựng những cái ngôi nhà ngói, rồi những ngôi nhà lá thì cũng giống như ngày xưa thôi. Đại diện cho những cái ngôi nhà ngói thì của những người giàu có, còn nhà lá thì cũng những người dân nghèo bình thường. Ở ngày xưa thì cái việc mà xây một cái nhà tường thì cũng là một điều rất là hiếm ở trong vùng thôn quê các bạn. Cái thở mà Nhân còn nhỏ, học lớp 1, lớp 2 thì nguyên một cái xóm vậy đó, thì cái nhà tường là chỉ một hai nhà mà thôi, còn đa số là ai mà khá đó, thì cất được nhà ngói, đóng vách dán, đó cũng là một cái niềm mơ ước của nhiều người rồi. Còn lại đa số thì nền đất, rồi cột cũng bằng những cây tạp ở trong vườn, rồi lợp thì bằng lá cà đớp. Ngày xưa mà thì kinh tế của ai thì cũng rất là khổ. Còn đường xá thì đa số là chỉ là đường đất, rồi cầu thì cầu khỉ. Ở đây thì họ tái dựng lại do cái làm du lịch cho nên là không thể nào làm đường đất được, và cầu cũng phải bắt cầu khỉ được.
Chứ nếu mà đường đất và cầu khỉ thì Nhân nói cho rằng là rất là giống như ngày xưa luôn. Khu này quá rộng. Bây giờ Nhân sẽ qua cái cầu này để vào mấy cái nhà ở phía bên này. Đường ở đây giống như một cảnh của đường quê của cái ngôi làng của Nam Bộ, với những bóng dừa rất là mát. Theo ghi là căn hộ du lịch, chắc có lẽ là những cái ngôi nhà này họ vừa tái hiện nhưng mà họ cũng vừa cho thuê, có thể là chúng ta nghỉ qua đêm ở đây, Nhân nghĩ là như vậy. Một cái nét mà dễ nhận ra nhất của những cái ngôi nhà cổ ngày xưa thì hay là những cái ngôi nhà ở vùng làng quê Nam Bộ thì có một cái lu nước, thường thường ở đây cái này là gọi là cái kiệu ở trước nhà, để rồi ví dụ như là vừa trong gia đình cũng vừa sinh hoạt vừa uống, rồi khách mà vãng lai đi bộ khát nước thì cũng có thể vào xin nước để uống. Bước qua phía bên này thì có một cái tượng của cụ phó bản Nguyễn Thanh Sắc. Pho tượng này cũng là khá là lớn. Ở đây thì họ ghi là cụ phó bản Nguyễn Thanh Sắc sinh năm 1862 và mất năm 1929. Khi mà từ ở ngoài miền Trung á, cụ vào trong miền Nam, thì cụ ở lại tại làng Hòa An, để rồi những cái hoạt động yêu nước, cụ cũng hốt thuốc để mà chữa bệnh cho những người nghèo, cho nên là cái dân làng rất là quý mến và cu mang cụ. Chúng ta đi thẳng lên đây thì cái hướng mé bên tay phải của chúng ta đó là cái khu lăng mộ. Còn ở phía tay trái á, thì ở đây họ có làm một cái mô hình là cái nhà sàn của Bác Hồ ở tại phủ chủ tịch, cũng như là cái hồ sen cũng giống như y như cái nhà sàn Bác Hồ ở ngoài Hà Nội đó các bạn. Bây giờ Nhân sẽ bước vào cái khu nhà sàn này trước. Nếu mà bạn nào đã có đi tham quan cái nhà sàn của bác ở Hà Nội rồi thì chúng ta thấy ở đây là họ làm rất là giống. Xung quanh thì cũng có cái hàng rào dâm bụp. Ở sau nhà cũng có một cái cây vú sữa, cũng giống như là cái nhà bác Hồ ở ngoài Bắc thì cũng có một cây vú sữa của miền Nam gửi ra tặng, thì bác cũng trồng cặp với ngôi nhà sàn. Thì ở đây họ cũng có một cây vú sữa như vậy.
Ở dưới thì cũng có một cái bàn để mà bắt tiếp khách, phục theo nguyên mẫu tỷ lệ 1:1. Như vậy thì cái mô hình nhà sàn Bác Hồ ở ngoài Bắc và ở đây là cái tỷ lệ bằng nhau các bạn. Phía trước là có một cái ao sen. Nhà sàn Bác Hồ ở Bắc thì không phải là ao sen, ở trước là một cái ao cá, nhưng mà nó cũng có những cái cầu thang bước xuống hồ, nó cũng giống y như cái nhà sàn ở đây và cũng làm bằng gỗ. Bây giờ Nhân sẽ đi ra ngoài để bước qua cái khu mộ chính để quay cho các bạn xem. Do Nhân đi vào đây thì lúc này là giữa trưa cho nên khách cũng ít. Hơn nữa đây là cái ngày thường cho nên và cái mùa Covid cho nên là cái lượng khách du lịch cũng không về đây nhiều. Nhân nghĩ chắc có lẽ là trong những buổi chiều á thì dân địa phương họ tới đây chắc có lẽ là nhiều hơn, hoặc là những ngày lễ thì những cái đoàn du lịch họ sẽ tới đây. Bước qua cái cầu màu xanh này thì trước mặt chúng ta là cái khu mộ chính của cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc. Khu này thì lăng mộ này thì nó có một cái khuôn viên riêng, có hàng rào bao bọc xung quanh. Bây giờ chúng ta cùng bước vào bên trong. Vừa qua khỏi cái cổng thì mé bên tay phải chúng ta có một cái nơi gọi là cái đền thờ của cụ. Chúng ta bước vào đây xem thử coi ở trong này có cái gì. Chúng ta bước vào đây thì ở ngoài có một cái thảm và chúng ta để giày dép bên ngoài các bạn. Và ở trong thì có một cái bức tượng của cụ Nguyễn Sinh Sắc và một cái lư hương. Nơi đây để mà cho những cái khách hành hương, khách tham quan tới đây để có thể dâng hương cho cụ. Và kế bên thì có một cái phòng trưng bày, nhận thấy là trưng bày những cái hình ảnh của những cái vị lãnh đạo cao cấp của đảng, chính phủ, nhà nước, như Quốc hội đến để mà tham quan và dân hương tại cái khu lăng mộ này. Nhân thấy tất cả những cái vị chủ chốt, lãnh đạo chủ chốt đều có mặt ở đây. Hầu như là đầy đủ hết, không thiếu ai hết các bạn. Ở đây thì họ có trưng bày cái hình cái trống đồng Đông Sơn. Ở đây cũng có mấy cái trống đồng, cái chiên. Và có một cái tivi thì để chiếu lại những cái đoạn phim tư liệu về cái cuộc đời cũng như sự nghiệp của cụ Nguyễn Sinh Sắc. Chúng ta thấy trong khuôn viên này Nhân rất là thích, có những cái cây kiển rất là đẹp luôn, cổ thụ, những cái gốc mai vàng, rồi những cái cây nguyệt quế gốc rất là lớn. Qua kiển ở đây thì xét về mặt giá trị thì có thể nói là rất là quý các bạn.
Đây, gốc mai vàng này nè, quá chừng lớn luôn. Trong các cái loại kiển thì quý là có mai vàng, nguyệt quế, thì dân thấy ở đây là hầu như là chiếm đa số là cũng là loại hai loại này, chỉ mai vàng và nguyệt quế thì nhiều. Trước cái khu mộ thì trước cái một ngôi mộ thì có một cái hồ trồng sen. Cái hồ này thiết kế rất là đẹp, mà thiết kế theo cái dạng ngôi sao năm cánh. Và cái mái che của cái mộ của cụ Nguyễn Sinh Sắc á, thì chúng ta thấy là ở xa chúng ta giờ nó giống như một cái vỏ sò úp xuống. Ở đây nhân có một thấy một cái cây gọi là cây ổi Ouro. Cái lá thì giống là rất là giống cái lá Ouro, nhưng mà cái bông cái trái thì là đồ trái ổi. Cái loại cây này rất là lạ, nhân mới thấy lần đầu luôn. Ở đây họ để là cây ổi Ouro. Thì cái trái thì trái ổi, nhưng mà cái lá thì lá Ouro. Là một cái cây trồng ở cặp mé sông, có rất là nhiều ở cái vùng sông Rạch ở miền Nam đó các bạn. Ở đây thì có hồ sen trồng đa số sen trắng, có sen một vài cái sen hồng. Trên cái biểu tượng của cái mái dòm thì nhân thấy có 9 cái đầu rồng, 2, 4, 6, 8, 9 cái đầu rồng, cũng như tượng trưng cho Cửu Long, chính tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ngày xưa. Nên là bước vào cái khu mộ của cụ. Thì tại cái mộ thì có cái mộ bia thì cũng ghi rõ họ tên, rồi cũng như là ngày sinh, ngày mất, cũng như quê quán của cụ phó bản. Ở đây nhìn thấy có một cái cây cần thăng bonsai quá đẹp luôn, gốc cũng lớn. Đây là một cái cây nguyệt quế, có bộ đế quá đẹp. Và đây là cái cây khế cổ thụ. Đây là một cái cây rất là nổi tiếng ở tại cái khu di tích cái lăng mộ của cụ phó bản này các bạn. Cây khế này không chỉ nó lớn mà nó còn có một cái dáng đẹp nữa. Cây khế này rất là nổi tiếng. Bây giờ thì nhân đi vòng qua phía sau của cái ngôi mộ. Để dòng lại phía trước. Nói chung đây thì cũng khuôn viên thì rất là rộng, trồng những cái loại hoa kiển. Nhiều nhất thì nhận thấy vẫn là mai vàng và những cái gốc nguyệt quế. Nguyên một cái vườn kiển này rất là giá trị luôn. Khu này thì nguyệt quế không à các bạn. Nguyệt quế mà khi mà cái mùa mưa á, thì nở bông ra là thơm lắm, màu trắng ra bông rất là thơm. Mà cái lúc nào hả bà thấy bông nguyệt quế mà nở rộ lên nhiều á, thì lúc đó là bắt đầu là chúng ta biết là chuẩn bị sẽ có mưa dầm. Cái đặc thù của cái cây nguyệt quế nó là như vậy.
Nhân sẽ bước ra phía bên ngoài. Nãy giờ thì Nhân cũng đã đi một vòng như vậy thì cũng là gần như là giáp xung quanh cái khu di tích lăng của cụ phó bản Nguyễn Sắc các bạn. Và bây giờ Nhân sẽ đi vòng một cái đường khác để trở lại cái cổng số 3 là cái nơi mà Nhân đã gửi xe. Để Nhân sẽ tạm biệt cái khu di tích này. Đây là cái nhà trưng bày, nhưng mà Nhân cũng không có bước vô vì thấy họ cũng có cái dây đỏ họ dăng ngang rồi. Bên này thì Nhân trở lại cái con đường mà lúc mà chúng ta bước từ cái ngôi nhà sàn để đi qua bên khu lăng mộ, để vòng phía sau cái ngôi nhà sàn này thì là sẽ tới cái bãi giữ xe. Bây giờ thì Nhân cũng đã đi giáp cái khu di tích lăng mộ Nguyễn Sinh Sắc rồi. Bây giờ thì Nhân trên đường trở ra và cũng nói lời chào tạm biệt các bạn. Đúng ra thì những ngày này thì Nhân có một cái dự tính là sẽ có một tuần để ra Hà Giang. Nhưng mà do cái tình hình dịch bệnh phức tạp quá cho nên không đi Hà Giang, đình chuyển đi Hà Giang lại. Và quyết định là sẽ đi Đồng Tháp để kết hợp là thăm bạn bè người thân và tham quan một vài chỗ ở Đồng Tháp. Đây là một cái sung lớn quá các bạn. Đúng ra cái khu lăng mộ này là cách cái nhà quê hương của Nhân cũng không xa, nhưng mà đúng ra là từ trước giờ là Nhân chưa có dịp bước vô đây. Hôm nay thì có dịp về Cao Lãnh thì Nhân cũng ghé đây để tham quan cho biết. Và Nhân cũng sẽ tham quan một vài cái nơi khác nữa của cái tỉnh Đồng Tháp. Giờ này thì Nhân xin kính chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, đã theo dõi suốt video này. Đúng ra thì Nhân thì không phải là một cái YouTuber chuyên review những cái thắng cảnh du lịch hay là những cái điều gì. Nhưng mà đây là những cái video Nhân cũng hy vọng là ghi lại để làm kỷ niệm cho những chuyến đi của mình. Và chia sẻ cho các bạn, nhất là các bạn chưa có dịp để đến những cái nơi mà Nhân đã đến. Cho nên là cái chất lượng video cũng như là cái nội dung thì có lẽ cũng không hấp dẫn, các bạn cũng thông cảm. Một lần nữa xin kính chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các địa điểm khác ở Đại Đồng Tháp mà Nhân đã tham quan. Bây giờ thì Nhân đã tới nhà gửi xe rồi, giờ Nhân xin tạm biệt các bạn.